Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là 12 giờ. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự trưa của Đài Truyền Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau đây. Khai mạc hội nghị ngoại giao lần thứ 30 với chủ đề Ngoại giao Việt Nam chủ động, sáng tạo, hiệu quả, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 12. Những bước chuẩn bị của Thành phố Hồ Chí Minh cho định hướng phát triển thị trường bất động sản theo quy hoạch đô thị thông minh. Trải nghiệm một lớp học vẽ tranh sơn mài tại Hà Nội trong phần cuối của bản tin. Bắt đầu phần tin chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay ngày 13 tháng 8, hội nghị ngoại giao lần thứ 30 với chủ đề Ngoại giao Việt Nam chủ động, sáng tạo, hiệu quả, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 12 đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế với sự tham dự của hơn 700 đại biểu. Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh tầm quan trọng của hội nghị lần này là nhìn lại quá trình gần 3 năm triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ 12 của Đảng về đối ngoại, trên cơ sở đó đề xuất các phương hướng, biện pháp để thực hiện nhiệm vụ đối ngoại trọng tâm cho những năm tới, đồng thời góp phần vào việc chuẩn bị tổng kết 30 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ đổi mới và chuẩn bị văn kiện Đại hội 13 của Đảng. Đề cập một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành ngoại giao tới đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu tiếp tục đổi mới tư duy trong công tác đối ngoại, dám nghĩ, dám làm, dám vượt ra khỏi những tư duy, những lĩnh vực quen thuộc để có suy nghĩ và hành động vượt tầm quốc gia, đạt tới tầm khu vực và quốc tế. Tổng Bí thư nhấn mạnh đặc biệt đối với các vấn đề thuộc lợi ích cốt lõi của Việt Nam, đòi hỏi ngành ngoại giao phải thể hiện tiếng nói mạnh mẽ hơn và lập trường đối ngoại tích cực hơn, trước hết ở trong khu vực. Đồng thời, mạnh dạn đột phá, sáng tạo, tìm ra cách làm mới, mở rộng ra các lĩnh vực mới, tìm kiếm các đối tác mới và hướng đi mới. Việt Nam dự tính sẽ có từ 3 đến 5 ngân hàng niêm yết ở nước ngoài trong 7 năm tới. Đây là nội dung được đề cập trong chiến lược phát triển ngành ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Chiến lược cũng đặt ra mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 2025 có ít nhất từ 2 đến 3 ngân hàng thương mại nằm trong top 100 ngân hàng lớn nhất về tổng tài sản trong khu vực châu Á, nợ xấu của toàn hệ thống các tổ chức tín dụng dưới 3%. Giai đoạn 2021-2025 sẽ nâng cao hơn nữa năng lực cạnh tranh, tăng sự minh bạch và tuân thủ các chuẩn mực, thông lệ quốc tế trong quản trị và trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Là địa phương nằm ở vị trí thuận lợi trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, lại được mệnh danh là thủ phủ trái cây của Việt Nam, Tiền Giang đang có lợi thế lớn trong việc thu hút các nhà đầu tư không chỉ về công nghiệp mà còn trong sản xuất và chế biến nông sản. Tìm hiểu thêm về điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư này trong phóng sự sau đây. Thời gian qua, kinh tế xã hội của Tiền Giang đã đạt được những chuyển biến tích cực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế và các chỉ tiêu như xuất khẩu, thu hút khách du lịch quốc tế, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, phát triển doanh nghiệp, thu ngân sách đều tăng lên qua từng năm. Theo đánh giá, thu hút đầu tư FDI của Tiền Giang đứng thứ tư so với các tỉnh thành vùng đồng bằng sông Cửu Long, chỉ sau các tỉnh Long An, Kiên Giang và Trà Vinh. Là Tiền Giang là một cái tỉnh có thế mạnh về nông nghiệp. Chúng ta phải thay đổi đầu tiên đó là chuyển qua cái nền nông nghiệp hữu cơ trước. Trước khi nói đến cái nền nông nghiệp cao, công nghệ cao thì chúng ta phải là cái nền nông nghiệp sạch để đảm bảo sức khỏe của mọi người tiêu dùng. Cho nên cái nền nông nghiệp hữu cơ, các cái giải pháp phát triển và đầu tư cho nó thì chúng tôi sẽ chú trọng. Từ đầu năm 2018, Tiền Giang đã thu hút thêm 5 dự án đầu tư vào các khu cụm công nghiệp, vốn đăng ký trên 462 tỷ đồng, trong đó có 4 dự án FDI. Với mong muốn thu hút hơn nữa các nhà đầu tư đến với Tiền Giang, một cơ chế chính sách thông thoáng đang được Tiền Giang xây dựng, đặc biệt là những thay đổi trong cải cách thủ tục hành chính đang tạo nên thế mạnh cho Tiền Giang. Đã nhận được rất nhiều giúp đỡ và ủng hộ từ phía Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang, nói riêng và từ Trung ương. Chính như vậy là cũng tạo một cái môi trường thuận lợi cho các nhà đầu tư được hoạt động hiệu kinh tế hiệu quả. Tại hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Tiền Giang vừa diễn ra, tỉnh Tiền Giang đã trao quyết định chủ trương đầu tư và chủ trương nghiên cứu cho các dự án với tổng vốn cam kết trên 32.000 tỷ đồng. Đây là một động lực để Tiền Giang ngày càng quyết tâm chuyển mình theo hướng năng động chung của cả nước. Một Tiền Giang mới đang sẵn sàng bứt phá vươn lên trong làm ăn kinh tế và sẽ trở thành động lực phát triển của toàn khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa ban hành hai thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án lối xuống biển tại hai dự án. Đó là dự án khu du lịch giải trí quốc tế đặc biệt Silver Shores Hoàng Đạt và dự án Future Property Invest đều thuộc quận Ngũ Hành Sơn. Tổng diện tích đất thu hồi từ hai dự án này là trên 2.000 m2. Ủy ban Nhân dân quận Ngũ Hành Sơn sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan thành lập hội đồng bồi thường thiệt hại, xác định ranh giới, cấm mốc vùng dự án, tránh việc chồng lớn ranh giới với các dự án khác, ban hành thông báo thu hồi đất theo đúng quy định đối với từng thửa đất và gửi đến từng người có đất bị thu hồi. Lần đầu tiên, một doanh nghiệp Việt Nam đã vượt qua các đối thủ nặng ký như là Thái Lan, Trung Quốc hay Australia để giành trọn vẹn gói thầu xuất khẩu hơn 60.000 tấn gạo Japonica sang Hàn Quốc. Thắng lợi này đang mở ra cơ hội vàng để nâng tầm hạt gạo Việt trên đấu trường quốc tế. Chỉ vài ngày nữa, hàng chục ngàn tấn gạo tại đây sẽ được chạm khoang tàu quốc tế để đi về Hàn Quốc. Ông Quy cho biết, thắng được gói thầu kỷ lục này, đơn vị phải chuẩn bị kỹ lưỡng từ nhiều tháng trước về các thủ tục hợp đồng, đặc biệt gạo phải đảm bảo đủ số lượng và đáp ứng được hàng chục tiêu chí về chất lượng. Đặc biệt là ở thị trường Hàn Quốc là cái đòi hỏi cái thời gian thực hiện hợp đồng rất là ngắn, cho nên là phải chuẩn bị đủ hàng thì mới đi đấu thầu, và cái chất lượng phải đưa lên là cái tiêu chí hàng đầu. Đây là lô hàng gạo Japonica đang chuẩn bị xuất khẩu vào Hàn Quốc. Không chỉ thắng với cái gói thầu sản lượng lớn mà giá xuất khẩu đợt này cũng ở mức khá cao, là hơn 700 đô la Mỹ trên một tấn. Mức giá này đang cao hơn gạo thường từ 200 đến 300 đô la Mỹ một tấn. Lý do, Japonica là loại gạo chất lượng cao và gói thầu này được chính phủ Hàn Quốc sử dụng vào mục đích cao hơn, chứ không phải bán cho người tiêu dùng làm cơm. Gạo nhập khẩu này vào Hàn Quốc chủ yếu dùng để chế biến đồ uống và thức ăn nhanh. Đây là những sản phẩm có giá trị cao, vì vậy sẽ mở ra cơ hội rất lớn cho gạo của các bạn. Thắng lợi gói thầu nói trên tiếp tục khẳng định doanh nghiệp gạo trong nước có đủ năng lực để cạnh tranh xuất khẩu vào các thị trường khó tính. Việc đa dạng hóa sản phẩm vào được các phân khúc thị trường cao cấp có giá bán tốt đang mở ra rất nhiều cơ hội để hạt gạo Việt Nam vươn lên tầm cao mới. Đề án phát triển đô thị thông minh của thành phố Hồ Chí Minh vừa được thông qua đã và đang nhận được sự quan tâm của rất nhiều thành phần xã hội, đặc biệt là những chuyên gia, nhà đầu tư. Lãnh đạo thành phố và các sở ngành cũng đang có những bước chuẩn bị đầu tiên cho định hướng phát triển thị trường bất động sản theo quy hoạch đô thị thông minh. Vậy thì thành phố cần phải làm gì để thu hút nguồn lực cũng như có sự chuẩn bị tốt nhất cho đề án này? Đây là nội dung chính được bàn luận trong hội thảo Phát triển bất động sản Việt Nam, tầm nhìn và triển vọng vừa diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo đại diện Sở Xây dựng, hiện thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành đề án phát triển thị trường bất động sản tầm nhìn đến năm 2030. Nội dung chính của đề án này tập trung phần lớn vào mục tiêu phát triển thị trường bất động sản theo hướng phát triển đô thị thông minh. Các cái công trình bất động sản ở đây thì cũng phải là theo hướng kiến trúc xanh, tiết kiệm năng lượng, thích ứng với biến đổi khí hậu, ứng dụng các cái công nghệ kỹ thuật số, rồi công nghệ số, rồi là thông qua cái internet, là tất cả các cái tiện ích trong bất động sản, kể trong đô thị thì cũng như là trong công trình hoặc là trong nhà ở. Hiện thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có những bước chuẩn bị về cơ sở hạ tầng, ví dụ như các tuyến đường metro, các tuyến giao thông vành đai chính, các tuyến đường kết nối ra các tỉnh thành ven thành phố, nhằm đáp ứng nhu cầu của một siêu đô thị trong tương lai với dân số ước tính trên 10 triệu dân. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, bên cạnh sự chuẩn bị về mặt hạ tầng, điều mà thành phố cần làm là sự chuẩn bị về mặt con người. Theo tôi, điều khó khăn nhất trong việc phát triển Smart City là tìm kiếm tài năng. Vì các bạn có thể có được những chuyên gia trên thế giới, nhưng con người ở nước sở tại mới chính là những nhân tố quan trọng nhất. Vì qua đánh giá ban đầu với những cơ sở hạ tầng con người, thì Việt Nam cần có thời gian để tiếp tục phát triển. Các nhà đầu tư ngoại đánh giá cao chính phủ Việt Nam đã có tầm nhìn rất tốt khi để thành phố Hồ Chí Minh thông qua đề án thành phố thông minh, vì đây là xu hướng chung trên toàn thế giới. Và thời điểm này cũng là cơ hội để thành phố học hỏi nhiều bài học kinh nghiệm từ các mô hình tiên tiến. Học hỏi các mô hình thành công trên thế giới giúp các bạn có kiến thức và kinh nghiệm về thành phố thông minh. Mỗi một nước có điều kiện khác nhau nên việc phát triển cũng có thể khác nhau. Từ việc học hỏi, bạn sẽ tìm ra được chiến lược phát triển cho riêng mình. Thứ hai là các bạn nên có mô hình thí điểm nhỏ ở các địa phương trước. Tại hội thảo lần này, một số nhà đầu tư nước ngoài cũng bày tỏ mong muốn cùng thành phố xây dựng thị trường bất động sản, đô thị thông minh. Bước đầu là những cam kết xây dựng các tòa nhà thông minh. Những bước khởi đầu nhỏ như thế này là sự chuẩn bị góp sức cần thiết để biến một đề án lớn thành hiện thực.
tục là một số thông tin nổi bật trên các trang báo mạng ngày hôm nay. Những đánh giá của Ngân hàng Quốc gia Qatar QNB, báo The Peninsula Qatar đăng tải bài viết Việt Nam, con hổ kinh tế của châu Á. Nội dung bài viết cho rằng Việt Nam đã thế chỗ những con hổ kinh tế cũ của châu Á vào những năm 80 như là Singapore, Hàn Quốc hay là Hồng Kông, Trung Quốc, trở thành một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới vào năm 2018 với tốc độ tăng GDP trong 6 tháng đầu năm tăng 7,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Thành công của Việt Nam đặc biệt đáng chú ý khi nhiều nền kinh tế đang phát triển khác như là Ấn Độ đang gặp khó khăn để đuổi kịp đà tăng trưởng này. Dẫn số liệu của Tổng cục Hải quan, báo Công Thương đăng tải thông tin xuất khẩu cà phê 7 tháng đầu năm sang Algeria tăng 10%. Theo đó, trong 7 tháng qua, kim ngạch xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang Algeria đạt 46.000 tấn, tương đương 85 triệu đô la Mỹ, tăng 30% về lượng và 10% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Cà phê là đồ uống được ưa chuộng nhất của người Algeria. Trung bình quốc gia này nhập khẩu khoảng 130.000 tấn cà phê hạt các loại với trị giá 300 triệu đô la Mỹ. Điều này cho thấy Algeria là thị trường vẫn còn dư địa rất lớn cho cà phê Việt Nam. Báo Cinema Topics tiếng Nhật đăng tải thông tin công bố các bộ phim Việt Nam được chiếu tại Liên hoan phim Việt Nam ở Yokohama. Các bộ phim được công chiếu tới khán giả Nhật Bản gồm có Tấm Cám, Chuyện Chưa Kể, Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè và Dạ Cổ Hoài Lan. Các buổi công chiếu sẽ diễn ra từ ngày 1 đến ngày 9 tháng 9 tại Yokohama. Sau đó, những bộ phim này cũng được trình chiếu ở các thành phố như là Osaka, Tokyo, Nagoya đến hết tháng 12 năm nay. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản. Dẫn thông tin từ báo The Times of India, báo điện tử Việt Nam Plus đăng tải bài viết Ấn Độ muốn xây dựng những cây cầu biểu tượng như cầu vàng ở Việt Nam. Theo đó, cây cầu vàng ở Đà Nẵng mới mở cửa đón du khách thời gian gần đây với hai bàn tay đỡ cây cầu đang được xem là hình mẫu cho Ấn Độ để xây dựng những cấu trúc thiết kế hiện đại. Chính phủ Ấn Độ cho rằng việc xây dựng những cây cầu của nước này sẽ không chỉ phục vụ cho mục đích sử dụng mà còn mang tính biểu tượng để có thể trở thành điểm đến du lịch như cây cầu vàng ở Đà Nẵng. Trong phần tiếp theo của chương trình, liên tiếp xảy ra sụt lún tại tỉnh Bắc Cạn, thiệt hại nhiều diện tích đất canh tác và công trình dân sinh. Trải nghiệm học vẽ tranh sơn mài tại một lớp học ở Hà Nội trong phần cuối của bản tin. Tin cập nhật áp thấp nhiệt đới trên biển Đông, dự báo trong 24 giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng đông đông nam, sau đó có khả năng đổi hướng tây tây bắc rồi mạnh lên thành bão. 24 đến 48 giờ tiếp theo bão đi chậm theo hướng tây bắc. Vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 24 giờ tới là phía Bắc vị tuyến 19, phía Đông kinh tuyến 110,5. Cảnh báo do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sau có khả năng mạnh lên thành bão. Từ đêm ngày 15 đến ngày 17, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa dự kiến cả đợt từ 250 đến 350 mm. Nguy cơ cao xuất hiện lũ trên các sông, lũ quét sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng ở vùng đồng bằng. Những ngày qua, thì xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn của tỉnh Bắc Cạn liên tiếp xảy ra sụt lún trên đất canh tác nông nghiệp. Thậm chí, rạn nứt sụt lún còn xuất hiện ở nhiều công trình dân sinh như là trạm y tế xã, trường học và nhà dân. Điều đáng lo ngại là tình trạng này không chỉ mới xảy ra gần đây. Nhiều năm qua, người dân vẫn luôn phải chịu đựng sống trong cảnh thấp thỏm lo lắng khi mà sụt lún có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Cánh đồng thôn Phiêng Liềng, xã Ngọc Phái, nhiều năm nay thường xuyên xảy ra tình trạng sụt lún. Những hố tử thần với đường kính từ 1 đến 3 mét, sâu từ 2 đến 4 mét liên tiếp xuất hiện đã làm thiệt hại nhiều diện tích lúa. Kể cả các anh chú xung quanh này cũng bị rạn nứt hết. Còn cái con đường này, ngay chỗ này chú ngồi này coi như cũng rạn. Cách cánh đồng thôn Phiêng Liềng không xa, trạm y tế xã Ngọc Phái đã hoàn toàn bỏ không. Trên tường, nền nhà của trạm y tế xuất hiện nhiều vết nứt lớn nhỏ, các trụ cột đều có biểu hiện lún rạn. Đây là bức tường phía sau của trạm y tế xã Ngọc Phái và như quý vị có thể thấy thì cái vết nứt trên bức tường này lớn đến nỗi tôi có thể đưa một ngón tay của tôi chạy dọc theo cái vết nứt này. Nguy hiểm đến mức độ là trạm y tế này đã phải di rời đến một địa điểm khác. Tuy nhiên thì các cái vết nứt như thế này vẫn tiếp tục lớn thêm rộng ra và không chỉ xuất hiện ở trạm y tế mà còn rất nhiều nhà dân, rất nhiều các cái địa điểm khác cũng xuất hiện cái tình trạng lún nứt như thế này. Cái hiện tượng này đang gây ảnh hưởng rất lớn đến đời sống cũng như là các công trình xây dựng tại địa bàn này.
Liên đoàn Vật lý Địa chất đã thực hiện đề án khảo sát, đánh giá, xác định nguyên nhân gây ra sụt lún là do sự hội tụ của nhiều yếu tố như các đới dập vỡ kiến tạo, hang hốc cát tơ ngầm, các hoạt động khai thác nước ngầm dân sinh, bơm hút nước tại các mong khai thác mỏ và sự di chuyển của các phương tiện giao thông có trọng tải lớn. Nguyên nhân thì đã tìm ra nhưng giải pháp thì vẫn chưa có. Đối với cấp xã chúng tôi thì chỉ tuyên truyền vận động bà con là khi đi canh tác cũng như sản xuất thì cố gắng là đi từ hai người trở lên để làm sao là khi có vấn đề gì thì có người phát hiện. Hoang mang lo lắng nhưng người dân vẫn phải ra đồng sản xuất nông nghiệp dù biết rõ mảnh đất dưới chân có thể sụp xuống bất cứ lúc nào. Tối qua, Bộ Quốc phòng đã điều máy bay trực thăng ra đảo Sơn Ca thuộc huyện đảo Trường Sa của tỉnh Khánh Hòa để đón một bệnh nhân về đất liền cấp cứu. Ngư dân này đang khai thác hải sản thì gặp tai nạn dẫn đến tình trạng đột quỵ não, liệt nửa người bên phải. Do tình trạng bệnh nặng nên bệnh nhân đã được tổ chức đưa về đất liền cấp cứu. Đến khoảng 3 giờ sáng ngày 13 tháng 8, bệnh nhân đã được đưa vào khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Quân y 175 thành phố Hồ Chí Minh để điều trị. Tại các thành phố lớn như là Hà Nội hay là thành phố Hồ Chí Minh thì tỷ lệ ứng dụng công nghệ thông tin quản lý các cửa hàng nhỏ lẻ đang có xu hướng gia tăng, đạt khoảng 30%, tập trung vào các tiệm tạp hóa, quán ăn nhỏ hay là cửa hàng vật liệu xây dựng. Tuy nhiên, tại các địa phương khác vẫn còn tới hơn 90% chủ cửa hàng quản lý kinh doanh bằng ghi chép thủ công. Các chuyên gia khẳng định ứng dụng công nghệ thông tin đem lại nhiều hiệu quả cho người bán và người mua và việc ứng dụng công nghệ thông tin cần phát triển rộng khắp trong xu thế phát triển công nghệ số thời 4.0. Anh Võ Văn Thịnh, chủ cửa hàng tạp hóa ở Hà Nội, kiểm kê hàng nghìn sản phẩm, quản lý thu chi đều được anh ghi chép thủ công ra giấy. Tuy nhiên đôi khi bị nhầm, lượng hàng hóa, tiền thu chi bị chênh lệch, mất thời gian kiểm tra lại và hiệu quả kinh doanh không cao. Những vướng mắc của anh Thịnh là tình trạng chung của các chủ cửa hàng quản lý kinh doanh theo phương thức sổ sách truyền thống. Tuy nhiên đó là câu chuyện của hơn một năm trước. Giờ đây khi bán hàng cho khách, anh đã sử dụng phần mềm quản lý bán hàng. Mọi thứ đã thay đổi. Sử dụng cái phần mềm này, cái việc mà mình nhầm lẫn là nó loại bỏ gần như là hoàn toàn. Và hàng ngày thì mình tính toán được cái doanh thu của mình bán ra bao nhiêu, hàng tồn mình ở trong kho còn bao nhiêu cái. Với anh Hưng, chủ cửa hàng đồ gốm, phần mềm quản lý bán hàng từ 4 tháng nay đã giúp anh quản lý từ xa từng hoạt động của cửa hàng, nhân viên, nắm bắt chính xác hàng hóa, doanh thu lãi lỗ, hàng bán chạy hay bán chậm để đưa ra những quyết định kinh doanh kịp thời, chính xác. Nó có thể thông báo cho mình biết được rằng cái này đang hết, mình đã đặt định mức cho nó, cái này đang hết, cái này nhiều quá. Thì cái gì nhiều quá thì mình nên có phương án để mình xử lý nó. Rồi nó có thể thông báo được cho mình thu nhập hàng ngày, rồi hàng tháng, biểu đồ tăng trưởng. Ứng dụng công nghệ quản lý kinh doanh giúp các chủ cửa hàng giảm thất thoát hàng hóa, tiết kiệm chi phí. Những nguồn lực đó sẽ được chủ cửa hàng tái đầu tư, triển khai các chính sách hỗ trợ, ưu đãi, thu hút khách hàng. Ở Việt Nam thì hiện có khoảng 10 đơn vị cung cấp giải pháp phần mềm quản lý bán hàng. Hiện nay tỷ lệ ứng dụng công nghệ thông tin quản lý cửa hàng có sự chênh lệch khá lớn giữa các khu vực, phát triển mạnh ở những thành phố lớn. Tuy nhiên, việc ứng dụng ở các khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa cũng đang có xu hướng thế tăng lên nhanh chóng nhờ sự phát triển của hạ tầng Internet. Hiện Sơn La, Lai Châu, Đắk Lắk có số lượng cửa hàng ứng dụng phần mềm quản lý cao. Chỉ tính riêng một đơn vị phần mềm ở Việt Nam đã cung cấp phần mềm quản lý kinh doanh cho 500 cửa hàng tại các tỉnh này. Các chủ cửa hàng chưa ứng dụng công nghệ thông tin quản lý là do quy mô cửa hàng quá nhỏ, số lượng sản phẩm và khách hàng chưa nhiều, kiến thức công nghệ thông tin không cao, ngại thay đổi cách thức quản lý. Do vậy, các phần mềm quản lý được nghiên cứu để đơn giản, dễ sử dụng, hiệu quả quản lý cao, chi phí sử dụng phần mềm rẻ, ví dụ chỉ khoảng 3.000 đồng một ngày thì mới có thể ứng dụng rộng khắp. Với những ai yêu thích sự tỉ mỉ hay là sắc màu thì những lớp học vẽ luôn có một sức hút lớn. Trong đó, học vẽ tranh sơn mài, một dạng chất liệu khá khó để xử lý, cũng là một thử thách mà những người mê vẽ tranh nên trải nghiệm một lần. Phóng viên thời sự sẽ đưa chúng ta đến với một lớp học vẽ tranh sơn mài như vậy ở Hà Nội. Thưa quý vị, sau những ngày bận rộn của cả một tuần làm việc căng thẳng, thì thay vì đến một khu nghỉ dưỡng nào đó hay là dành thời gian bên gia đình thân yêu thì nhiều người lại lựa chọn cho mình cách thư giãn, đó là thả mình vào những không gian nghệ thuật đầy màu sắc. Vậy những không gian nghệ thuật này có gì đặc biệt? Hãy cùng tôi khám phá ngay sau đây. Ông Phong Ganh sắp hoàn thành bức tranh vẽ mẹ của mình. Ông là một người Pháp gốc Việt, đến Hà Nội đã được một tháng. Bức tranh là món quà đặc biệt ông sẽ cầm theo khi quay lại Pháp.
Tôi đã mất 9 tiếng để hoàn thành bức tranh này. Sơn mài là tranh truyền thống của Việt Nam. Và mẹ tôi là người Việt. Tôi sang Pháp từ năm 6 tuổi. Được đến đây, tôi đã rất vui và cảm thấy hứng khởi. Vì vậy, tôi rất muốn mang nó về Pháp để giới thiệu cho các bạn của tôi. Lớp học vẽ tranh sơn mài này được thành lập cách đây 6 năm, là ấp ủ của họa sĩ Trần Anh Tuấn, một người có đam mê đặc biệt với nghệ thuật sơn mài. Không gian nghệ thuật này không chỉ thu hút các du khách mà còn cả các bạn trẻ trong nước. Sau khi mình làm việc ý, thì khi mà mình tiếp xúc với cả nghệ thuật thì nó sẽ giải phóng cái năng lượng của bản thân và khiến cho mình cảm thấy yêu đời hơn. Xin được hỏi anh Tuấn là một người đã khởi xướng ra lớp học này, thì động lực nào đã khiến cho anh duy trì lớp học đến tận bây giờ? Khi mở ra lớp học này thì điều đầu tiên là tôi rất yêu thích nghề sơn mài của Việt Nam, và tôi mong muốn rằng cái nghệ thuật sơn mài của Việt Nam được quảng bá rộng rãi hơn, được nhiều bạn trẻ biết đến và yêu quý nó, để nối dài cái nghệ thuật sơn mài Việt Nam để với các bạn bè trong nước và quốc tế biết đến. Còn quý vị khán giả, với những ai muốn trải nghiệm loại hình nghệ thuật này thì đây sẽ là một điểm đến thú vị dành cho tất cả các bạn. Cuối bản tin là các thông tin dự báo thời tiết cho một số thành phố. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin thời sự trưa của Đài Truyền Việt Nam. Để xem lại bản tin, quý vị có thể truy cập vào địa chỉ trang web vtv4.vn hoặc địa chỉ YouTube đang hiển thị trên màn hình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.